Trưa mùng 4 tháng 1, khu vực phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa xảy ra sạt lở núi, nhiều tảng đá lớn đè hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Long, 37 tuổi và cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh, 12 tuổi khi cả hai đang dọn vườn. Tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ cho biết chị Nguyễn Thị Thanh Long và cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh nhập viện lúc 12 giờ 35 phút ngày 4 tháng 1 trong tình trạng đa chấn thương nặng. Chị Long bị dập nát nhiều phần cơ thể, mạch và huyết áp không đo được. Cháu Anh mất một phần tay trái, dập nát đầu gối, cẳng chân, đang nguy kịch. Chủ tịch phường Phương Sơn cũng cho biết địa điểm núi bị lở khiến cho hai mẹ con bị thương nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và đã được chính quyền cảnh báo đến người dân. Gia đình chị Long cũng chỉ vừa mới thoát nghèo vào năm 2017. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm mùng 3 tháng 1 tại một xưởng có diện tích khoảng 4.500 m2 ở ấp 1 xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà xưởng có chất liệu dễ bắt lửa nên đám cháy mau chóng bùng phát lan nhanh. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp triển khai chữa cháy. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 1.000 m2 nhà xưởng. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã bảo vệ được khoảng 3.500 m2 diện tích nhà xưởng, ngăn không để cháy lan ra các xưởng lân cận và nhà dân xung quanh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.